là bánh bột lọc. Đó, đổ bánh bèo như thế này này quý vị. Sau khi mình chờ cho nước thiệt là sôi, thiệt là nóng như thế này thì mới đổ bánh bèo vào. Như vậy nó mới xoáy đúng không bà? Bánh nó ngon. À, bánh ngon. Trời ơi em nhỏ. Wow, đây. Bánh bèo sau khi mở nóng hổi như thế này. Giờ chị đi gấp như thế này. Quý vị thấy có xoáy không? Xoáy quá. Đây là cái khay bánh bèo rồi. Bánh bèo lên bàn. Làm tới trong chỗ. Bánh bèo Quy Nhơn. Bánh bèo có tôm, có hành phi, có hẹ. Con muốn ăn tôm. Ờ, con muốn ăn tôm. Đây là nước mắm cúc vào như thế này đây. Từ bé mẹ bé. Cho tôm lên. Thank you.
trời mưa là ăn cái món này là ngon nhất luôn. Ra vô một miếng nước mắm cay cay. Đây, bánh trứng này quý vị, quá hấp dẫn. Với dĩa bánh trứng ngon như thế này, bây giờ mời quý vị cùng Mai Rương thưởng thức món này nhé. Ăn rồi cho ý kiến về cái món bánh trứng này nha. Đúng chỗ chứ được không? Xanh cua. Thank you.